Cô mến chào các con. Hôm nay cô trò chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình dạy tiếng Việt lớp 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong buổi học hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 2, trang 8, sách tiếng Việt 1, tập 2. Nào, các con hãy mở sách ra và chúng mình bắt đầu vào học nhé. Các con hãy chú ý nhìn lên màn hình. Ở đây có 3 bức tranh. Các con hãy quan sát trong từng bức tranh vẽ con vật gì và cô đố các con từng con vật đó có đặc điểm gì đặc biệt à chúng mình chú ý trong bức tranh thứ nhất vẽ con lạc đà và điểm đặc biệt của lạc đà đó là có cái bú to trên lưng. Cái bú là nơi dự trữ năng lượng giúp lạc đà vượt qua quãng đường dài mà không cần phải ăn hay uống gì đó các con. Với bức tranh thứ hai, tranh vẽ con tê giác. Các con có biết đặc điểm đặc biệt của tê giác là gì không? À, đặc điểm đặc biệt của con tê giác là có cái sừng to và nhọn ở phía trước. Đó là vũ khí lợi hại để tấn công kẻ thù hoặc khi gặp nguy hiểm đó các con. Và với bức tranh thứ ba, đây là tranh vẽ con kangaroo. Kangaroo hay còn gọi là chuột túi. Điểm đặc biệt của kangaroo, chúng ta thấy có cái túi ở trước bụng giúp cho kangaroo mẹ đựng con khi di chuyển. Tiếp theo các con hãy chú ý. Đây, trong bức tranh này vẽ con vật gì? À, chúng mình cũng dễ dàng nhận ra trong bức tranh này vẽ con thỏ. Thế, các con có biết con thỏ có đặc điểm gì đặc biệt không? Và trong tranh các con thấy không biết vì sao bạn thỏ lại buồn như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài 2 mang tên Đời tài xấu xí. Các con hãy cùng cô đọc lại tên bài. Bài 2 Đôi tay xấu xí. Và đây là nội dung bài đọc, hôm nay chúng ta sẽ học. Cô sẽ đọc một lần, các con hãy chú ý lắng nghe. Đôi tay xấu xí. Thỏ có đôi tay dài và to bị bạn bè chê. Thỏ buồn lắm, thỏ bố động viên, rồi còn sẽ thấy tai mình rất đẹp. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt giọng tay. Xuyệt, có tiếng bố tớ gọi. Cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi. Tất cả về được tới nhà. Các bạn tắm tắt, sang tay thỏ thật tuyệt. Từ đó, thỏ không còn buồn vì đôi tay nữa. Theo kể chuyện cho bé mầm non, tập 3. Cô sẽ đọc lại một lần nữa. Các con hãy đọc thầm theo cô. Đôi tay xấu xí. Thỏ có đôi tay dài và to. Bị bạn bè chê. Thỏ buồn lắm. Thỏ bố động viên. Rồi con sẽ thấy tai mình rất đẹp. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa. Quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chờ giọng tay suyệt có tiếng bố tớ gọi cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi tất cả về được tới nhà các bạn tắm tắc khen tài thỏ thật tuyệt từ đó Thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. Theo kể chuyện cho bé mầm non tập 3. Các con hãy chú ý trong bài đọc này sẽ có 3 phần mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 phần mới đó. Trước tiên chúng ta thấy trong tiếng khuấy có phần oai Cô sẽ hướng dẫn cho các con đánh vần và đọc trơn vần này. U, ở y, oi, oi, u, ở y, oi, oi. Cô mời các con đọc lại phần này. U, ơ y, oi, oi. Chúng ta chú ý tiếp. Trong tiếng hoảng có vần oan o a n oan oan o a n oan oan cô mời các con đọc lại nào o a n oan oan và trong tiếng suyệt có phần uýt u y t uýt uýt u i t uýt uýt các con hãy đọc lại xem nào u i t uýt uýt cô sẽ đọc lại ba phần này các con hãy chú ý lắng nghe sau đó các con sẽ đọc lại u ở y oay oay o a ngờ oan oan u i t uýt uýt các con hãy đọc lại ba vần này xem nào u ở i oi o a n oan oan u i t uýt uýt và cũng trong bài đọc này sẽ có những từ khó đọc hoặc khi đọc chúng mình sẽ đọc chưa đúng Bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc những từ khó nhé. Quên khuấy. Các con hãy cùng đọc theo cô. Quên khuấy. Và từ thứ hai. Hoảng sợ. Các con hãy đọc cùng cô nào. Hoảng sợ. Xuyệt. Các con hãy đọc cùng cô xuyệt và từ cuối cùng thật tuyệt các con hãy đọc lại cùng cô thật tuyệt bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc lại bốn từ này mỗi từ đọc hai lần nhé các con nào bắt đầu quên khuấy quên khuấy hoảng sợ hoảng sợ suyệt suyệt thật tuyệt thật tuyệt ở tiết học trước cô đã giúp cho các con biết cách xác định các câu vậy các con hãy nhớ lại xem cách xác định câu như thế nào và chúng mình sẽ cùng đếm xem trong bài này có bao nhiêu câu nhé Chắc các con cũng đã dễ dàng xác định được số câu trong bài này rồi đúng không? Bây giờ các con hãy chú ý nhìn lên màn hình và cùng cô xác định xem số câu trong bài này là bao nhiêu nhé. Đây là câu thứ nhất. Đây là câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Câu thứ năm. Câu thứ sáu. Câu thứ bảy câu thứ 8. Câu thứ 9. Và cuối cùng đây là câu thứ 10. Vậy trong bài đọc này có 10 câu. Sau đây, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu. Khi đọc, các con nhớ chú ý ngắt nghỉ hơi khi gặp dấu phẩy và dấu chấm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từng câu. Mỗi câu cô đọc trước, các con hãy lắng nghe, sau đó các con sẽ đọc lại đôi tay xấu xí thỏ có đôi tay dài và to cô mời các con đọc lại đôi tay xấu xí thỏ có đôi tay dài và to bị bạn bè chê thỏ buồn lắm các con đọc lại xem nào bị bạn bè chê thỏ buồn lắm chúng ta đọc câu tiếp theo thỏ bố động viên rồi con sẽ thấy tai mình rất đẹp cô mời các con đọc nào thỏ bố động viên rồi con sẽ thấy tay mình rất đẹp. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về. Cô mời các con đọc nào. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa. Quên khuấy đường về Chúng ta đọc câu tiếp theo Ai cũng hoảng sợ Các con đọc lại xem nào Ai cũng hoảng sợ Thỏ chợt giọng tai Xuyệt có tiếng bố tớ gọi Cô mời các con đọc lại nào thỏ chợt giọng tay suyệt có tiếng bố tớ gọi và câu tiếp theo cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi cô mời các con đọc nào cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi tất cả về được tới nhà. Các con hãy đọc thử xem. Tất cả về được tới nhà. Các bạn tắm tắt khen tài thỏ thật tuyệt. Cô mời các con hãy đọc. Các bạn tắm tắt khen tài thỏ thật tuyệt và chúng ta luyện đọc câu cuối cùng từ đó thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa theo kể chuyện cho bé mầm non tập ba cô mời các con hãy đọc câu cuối từ đó thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa theo kể chuyện cho bé mầm non tập 3 Vừa rồi chúng mình đã luyện đọc câu Sau đây các con hãy chú ý nhìn lên màn hình Ở bài đọc này, cô chia bài đọc thành 3 đoạn đọc Đây là đoạn 1 Và đây là đoạn 2 Và cuối cùng là đoạn 3 sau đây chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn nhé các con. Các con hãy chú ý theo dõi. Đôi tai xấu xí. Thỏ có đôi tai dài và to. Bị bạn bè chê. Thỏ buồn lắm. Thỏ bố động viên. Rồi con sẽ thấy tay mình rất đẹp. Cô đọc lại một lần nữa. Các con hãy đọc theo cô. Đôi tay xấu xí. Thỏ có đôi tay dài và to. Bị bạn bè chê. Thỏ buồn lắm. Thỏ bố động viên. Rồi con sẽ thấy tay mình rất đẹp ở trong đoạn này chúng mình thấy có từ động viên các con có biết động viên là gì không à động viên chính là làm cho người khác vui lên đó các con chúng mình sẽ tiếp tục luyện đọc đoạn thứ hai các con hãy chú ý theo dõi một lần thỏ và các bạn đi chơi xa quên khuấy đường về ai cũng hoảng sợ thỏ chợt giọng tay Xuyệt có tiếng bố tớ gọi cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi tất cả về được tới nhà các bạn tắm tắt khen tay thỏ thật tuyệt. Các con hãy đọc cùng cô nào. Một lần thỏ và các bạn đi chơi xa. Quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt giỏng tay. Xuyệt. Có tiếng bố tớ gọi cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi. Tất cả về được tới nhà. Các bạn tắm tắt khen tài thỏ thật tuyệt. Các con hãy chú ý, trong đoạn đọc này, chúng ta thấy có từ quên khuấy. Các con có biết quên khuấy là gì không? Quên khuấy có nghĩa là quên hẳn đi và không nghĩ gì nữa cũng trong đoạn này chúng ta thấy có từ giọng tai vậy giọng tai là gì à giọng tai có nghĩa là tai dựng thẳng đứng lên để lắng nghe hay là nghe ngóng một điều gì đó tiếp theo chúng ta thấy có từ suỵt suỵt có nghĩa là tiếng nói hoặc có thể kèm theo cử chỉ, hành động để khuyên người khác giữ im lặng đó các con. Và cũng trong đoạn này, chúng ta thấy có từ tắm tắt. Tắm tắt có nghĩa là hết lời khen ngợi. Chúng ta vừa luyện đọc đoạn 2 xong rồi, sau đây chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn 3. Từ đó... Thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. Theo kể chuyện cho bé mầm non tập 3. Các con hãy cùng đọc theo cô. Từ đó thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. Theo kể chuyện cho bé mầm non tập 3 sau đây chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại cả bài nhé các con các con hãy chú ý theo dõi và có thể đọc thầm theo cô đôi tay xấu xí thỏ có đôi tay dài và to bị bạn bè chê thỏ buồn lắm thỏ bố động viên rồi con sẽ thấy tai mình rất đẹp. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa. Quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt giọng tai. Xuyệt, có tiếng bố tớ gọi cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi. Tất cả về được tới nhà. Các bạn tắm tắt khen tài thỏ thật tuyệt. Từ đó, thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. Theo kể chuyện cho bé mầm non. Ba, chúng mình sẽ cùng đọc lại một lần nữa nha các con. Đôi tai xấu xí, thỏ có đôi tai dài và to, bị bạn bè chê. Thỏ buồn lắm, thỏ bố động viên, rồi con sẽ thấy tai mình rất đẹp một lần. Thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt giọng tay, suyệt. Có tiếng bố tớ gọi. Cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi cả về được tới nhà. Các bạn tắm tắt khen tai thỏ thật tuyệt. Từ đó, thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. Theo kể chuyện cho bé mầm non tập 3 Qua bài đọc vừa rồi, chắc các con cũng đã biết được thỏ có đặc điểm gì đặc biệt rồi đúng không đó là thỏ có đôi tay dài và to và các con cũng đã biết được lý do vì sao bạn thỏ buồn rồi đúng không vì bạn bè chê đôi tay thỏ xấu xí đó các con nhưng các con có thấy tay thỏ có xấu xí không nào bài học hôm nay đến đây đã hết sau bài học các con hãy cố gắng đọc lại bài thật nhiều lần để giúp cho các con đọc được trôi chảy hơn và để giúp cho chúng ta tiết sau tìm hiểu về bài đọc thông qua trả lời các câu hỏi được tốt hơn nhé các con. Cô mến chào các con, chúc các con chăm ngoan, học giỏi.